Sáng nay 27 tháng 6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 15.800 thí sinh Long An đã có mặt tại 36 điểm thi, chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Đúng 7 giờ 35 phút sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên, bài thi môn ngữ văn dưới hình thức tự luận trong thời gian là 120 phút. Buổi chiều vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán dưới hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tất cả các điều kiện phục vụ thi tại 36 hội đồng thi đều được đảm bảo đúng và đầy đủ quy trình thủ tục.